Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Anh Thắng, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin đồng thời được phát trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với các tin đáng chú ý sau. Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Lực lượng quản lý thị trường xử lý gần 200 vụ vi phạm hành chính với số tiền thu nộp ngân sách gần 2 tỷ đồng. Mua bán thuốc và các sản phẩm chức năng trên thị trường, nhất là qua hình thức mua bán trực tuyến. Hàng giả, hàng nhái diễn ra phức tạp. Bị điện giật tử vong khi vừa dùng điện thoại vừa sạc pin. Một cô bé 9 tuổi tại Trung Quốc hồi sức tim phổi giúp mẹ tỉnh lại do tai nạn giao thông. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 từ hơn 20.000 tỷ đồng lên hơn 50.000 tỷ đồng. Nguồn tăng chủ yếu là vốn cân đối ngân sách địa phương tăng từ hơn 17.000 tỷ đồng lên hơn 46.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu từ tiền sử dụng đất tăng từ 13.500 tỷ đồng lên hơn 42.000 tỷ đồng. Ngoài hơn 16.000 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương đã phân bổ theo kế hoạch trước đây, tỉnh bổ sung gần 5.500 tỷ đồng cho các chương trình dự án đã đảm bảo điều kiện phân vốn. Số vốn còn lại trên 23.500 tỷ đồng sẽ phân bổ cho các chương trình dự án sau khi có chủ trương phê duyệt theo quy định. Năm 2022 được bổ sung hơn 165 tỷ đồng đầu tư công. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 2.000 nhà ở cho người có công, gia đình chính sách. Trong đó, quỹ đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ xây mới và tu sửa nhà ở cho 1.347 hộ gia đình người có công với cách mạng với mức từ 25 đến 60 triệu đồng một nhà. Trong năm 2019 và năm 2020, tỉnh hỗ trợ xây mới nhà ở cho hơn 600 gia đình từ nguồn xã hội hóa với mức 80 triệu đồng một nhà với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Nhiều gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ còn được địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hỗ trợ thêm tiền ngày công xây dựng nhà ở khang trang với mức từ 100 đến 200 triệu đồng một nhà. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hưng Yên đạt 98,76%, cao hơn năm trước 0,33%. Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông tính riêng khối trung học phổ thông công lập là 99,79%, khối trung học phổ thông ngoài công lập đạt 98,86%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 95,4% và thí sinh tự do là 66,66%. Ngoài một số trường trung học phổ thông công lập vẫn duy trì tỷ lệ tốt nghiệp cao như trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, Đức Hợp, Yên Mỹ, Ân Thi, Khoái Châu, cơ sở 2, Trương Vương, Triệu Quang Phục. Năm nay, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên thành phố Hưng Yên và nhiều trường ngoài công lập đạt tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông 100%. 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra 486 vụ, trong đó xử lý 187 vụ vi phạm hành chính với số tiền thu nộp ngân sách gần 2 tỷ đồng. Nhóm hành vi vi phạm phổ biến trên địa bàn tỉnh gồm mặt hàng thiết bị vật tư y tế, nhóm mặt hàng thực phẩm, các sản phẩm thuốc lá điếu, các sản phẩm bị làm giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm quần áo, giày dép, ví, túi sách, kính mắt. Đối tượng vi phạm hầu hết là các hộ kinh doanh buôn bán tại các cửa hàng, cửa hiệu và các chợ dân sinh. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên đang tập trung đấu tranh chống buôn lậu, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, thời gian qua tình hình mua bán thuốc và các sản phẩm chức năng trên thị trường, nhất là qua hình thức mua bán trực tuyến, hàng giả, hàng nhái xâm nhập ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Nhiều doanh nghiệp cho biết, vấn nạn hàng nhái, hàng giả vẫn luôn là nỗi lo thường trực, đặc biệt là với các sản phẩm có tác động trực tiếp tới sức khỏe con người như mỹ phẩm, dược phẩm hay thực phẩm chức năng. Rất nhiều doanh nghiệp đã chịu tổn thất nặng nề cả về doanh thu lẫn uy tín thương hiệu vì sản phẩm bị giả mạo trên thị trường. Để góp phần ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, ngoài việc áp dụng các công nghệ truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, còn cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý cũng như sự chung tay của người tiêu dùng trong việc lựa chọn những sản phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và an toàn. Liên quan tới thông tin Liên minh châu EU cảnh báo mì ăn liền của Việt Nam chứa ethylene oxide vượt ngưỡng, Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Công Thương cho biết có một trường hợp được xác định có chỉ tiêu EO vượt ngưỡng quy định của EU. Cụ thể, đối với sản phẩm bánh phở hiệu Nguyễn Gia được Manta xác định mối nguy là sản xuất từ gạo biến đổi gen, doanh nghiệp có trách nhiệm đáp ứng các quy định về sản phẩm theo các tiêu chuẩn mà nước nhập khẩu đưa ra. Đối với cảnh báo sản phẩm mì ăn liền vị gà của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam, thông tin ban đầu, hồ sơ nhập khẩu của doanh nghiệp chưa đầy đủ nên bị trả lại. Về sản phẩm mì ăn liền hương vị gà,
nhãn liền hương vị cà ri của công ty cổ phần thực phẩm Á Châu. Khả năng lô hàng này xuất khẩu từ năm 2021. Theo quy định của EU, thời điểm này các lô hàng chưa bị kiểm soát chỉ tiêu EU thì xuất khẩu. Vào khoảng 21 giờ hôm qua, tại thôn Đồng Than, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ họ hàng mật thiết. Nguyên nhân dẫn đến án mạng đau lòng bước đầu được xác định là do trước đó nạn nhân có vay của hung thủ số tiền lớn nhưng chưa trả lại. Sau nhiều ngày đòi nợ, hai bên lời qua tiếng lại và dẫn đến vụ án đau lòng trên. Ngay sau khi gây án, hung thủ đã lên cơ quan công an huyện Yên Mỹ để đầu thú. Cũng liên quan đến tai nạn thương tích, đầu giờ chiều nay, người dân phát hiện một xác chết nổi trên nhánh sông Hòa Bình từ ngã tư phố Giác về huyện Ân Thi, đoạn qua thôn Trịnh Mỹ, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Sau quá trình điều tra xác minh, ngày 22 tháng 7, Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 thanh niên tham gia vụ gây rối trật tự công cộng vào trung tuần tháng 7 vừa qua. Trước đó, ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại đường Điện Biên Phủ thuộc thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, hai nhóm đối tượng gồm hai anh em Lê Văn Chính và Lê Văn Đức, Liêng Hót Ha Lập và Hà Cảnh Thắng, hậu quả làm đối tượng Đức và Chính bị thương nặng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Dương đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam 3 tháng với 4 đối tượng gồm Nam, Đức, Lập và Thắng về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng hai đối tượng Lê Văn Chính và Lê Văn Đức do bị thương hiện đang được giám sát điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, thuốc lá điện tử là thiết bị làm nóng dung dịch lỏng dưới dạng tinh dầu. Người sử dụng thường hút dung dịch này thành hơi và hít vào phổi. Những dung dịch này thường có vị hoa quả, khiến người dùng chủ quan hút với nồng độ đậm đặc vì lầm tưởng nó an toàn. Hầu hết các loại dung dịch này đều có chứa nicotine, một chất gây nghiện tương tự như heroin và cocaine. Hàm lượng nicotine trong một lọ dung dịch nhỏ tương đương với 3 bao thuốc lá truyền thống. Theo đó, với thanh thiếu niên thường xuyên hút thuốc lá điện tử sẽ có nguy cơ nghiện thuốc lá sớm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi và thậm chí tác hại đến sức khỏe sinh sản. Với những đối tượng hút thụ động phải những khói thuốc này là trẻ em, phụ nữ có thai sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ của trẻ và thai nhi. Sáng nay, Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một trường hợp bé trai 11 tuổi bị điện giật tử vong khi vừa dùng điện thoại vừa sạc pin. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 24 tháng 7, cháu T, 11 tuổi, đang chơi game trên điện thoại thì máy hết pin. Cháu T vừa cắm sạc pin cho điện thoại, vừa tiếp tục chơi game thì bị điện giật. Phát hiện sự việc, gia đình nhanh chóng cúp điện, sơ cứu cho cháu T và đưa đến bệnh viện 2 Lâm Đồng cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong tại bệnh viện. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo phụ huynh phải thường xuyên quan tâm, kiểm soát việc sử dụng điện thoại của con em mình, tránh tình trạng các cháu nghiện chơi game, xem YouTube. Đặc biệt, nên nghiêm cấm con cái về việc vừa sạc pin cho điện thoại, vừa sử dụng thiết bị này để kết nối liên lạc, chơi game, nghe nhạc hoặc là xem phim. Xin chuyển sang các tin tức thời sự quốc tế. Campuchia thông báo phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên là công dân Nigeria nhập cảnh từ Thái Lan. Và đây cũng chính là người được xác nhận là ca nhiễm đậu mùa khỉ trong nước đầu tiên ở Thái Lan, sau người này đã bỏ trốn sang Campuchia. Cảnh sát Campuchia cho biết đã tìm thấy công dân Nigeria 27 tuổi tại một nhà nghỉ ở Phnom Penh hôm 23 tháng 7 và đưa đến bệnh viện điều trị. Quan chức y tế Thái Lan cho hay công dân Nigeria này vốn đã quá hạn ở Thái Lan và được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Phuket hôm 18 tháng 7. Sau khi biết kết quả chẩn đoán, công dân Nigeria đã trốn khỏi Phuket, tắt điện thoại và không trả lời tin nhắn của cảnh sát hay nhân viên y tế. Thái Lan đã mở cuộc truy lùng và phát hiện tín hiệu điện thoại của người này ở tỉnh Đông Bắc giáp Campuchia. Vừa qua, một cậu bé 9 tuổi tại tỉnh An Huy, Trung Quốc được khen ngợi sau khi thực hiện hồi sức tim phổi giúp mẹ bị bất tỉnh do tai nạn giao thông trong khi chờ xe cấp cứu. Vụ việc xảy ra khi mẹ cậu bé trên đường đón con đi học thì bị va chạm giao thông và bất tỉnh bên đường. Cậu con trai 9 tuổi đã liên tục thực hiện các biện pháp hồi sức tim phổi bằng những kiến thức học trên truyền hình. Tiếp đó, cậu bé mở ô để che nắng cho mẹ trong khi chờ xe cứu thương. Rất may, mẹ cậu bé sau đó đã tỉnh lại và đang được điều trị trong bệnh viện. Nhiều cư dân mạng đã ca ngợi sự bình tĩnh của cậu bé khi gặp trường hợp khẩn cấp như vậy. Trước nguy cơ thiếu hụt năng lượng vào mùa đông tới, chính phủ Pháp dự kiến sẽ ban hành các sắc lệnh để ngăn chặn tình trạng lãng phí năng lượng. Theo đó, chính phủ Pháp sớm ban hành hai sắc lệnh nhằm hạn chế sự lãng phí năng lượng ở quốc gia này trước nguy cơ thiếu hụt kể từ mùa đông tới. Sắc lệnh đầu tiên sẽ thắt chặt việc áp dụng quy định cấm tất cả các hoạt động quảng cáo, biển hiệu chiếu sáng khổ lớn tại các địa điểm công cộng. Sắc lệnh thứ hai sẽ yêu cầu các cơ sở kinh doanh hay doanh nghiệp sử dụng hệ thống làm mát trong mùa hè và sưởi ấm trong mùa đông, không được phép để cửa mở gây thất thoát nhiệt. Các hành vi vi phạm sẽ chỉ có mức phạt từ 750 đến 1.500 euro.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi các thông tin mới nhất cho chúng tôi qua địa chỉ fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV hoặc email thoisuhi@gmail.com. Các bạn cũng có thể xem lại bản tin trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.